Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên viên tư vấn đóng gói tại đonggoitietkiem.vn. Tôi quay trở lại với quý vị và các bạn trong cái video clip này để giới thiệu và review cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm đặc biệt về dòng màng PE bọc hàng, màng bọc công nghiệp. Trên tay tôi đang cầm, đây là cuộn màng siêu dài. Đấy, đây là cuộn màng dài nhất mà chúng ta có thể sử dụng bằng tay, cuốn bằng tay. Đây, tôi cầm đây. Đấy, anh chị em nhé, nhìn nhé. Đấy, cuộn này dài là 100cm, tương đương là 1m này. Cuộn dài 100cm, tương đương 1m, có trọng lượng là 4kg. Và đặc biệt là chúng tôi luôn sẵn hàng, có thể giao ngay. Anh chị em nhìn nhé, rất là dài này. Đấy, đóng gói tiết kiệm, luôn sẵn hàng, có thể giao ngay. Anh chị em có thể đặt mua, nhận báo giá thông qua việc là chúng ta nhắn tin cho chúng tôi thông qua tổng đài Zalo 0839575757. Tôi xin nhắc lại, tổng đài Zalo các bạn cứ nhắn tin vào và chúng tôi nhận được tin sẽ trả lời ngay 24/7 nhé. 0839575757. Quận siêu dài luôn này. Đấy, và sau đây tôi sẽ so sánh cái quận này với những cái quận hàng mà chúng tôi đang phân phối đây. Đây, tôi sẽ dịch lại một chút để anh chị em xem nhé. Đây, so sánh nhá. Chúng ta so sánh như thế này thì chúng ta mới thấy nó khách quan, chứ còn nói thì nó khó. Đấy, đây, ngoài cùng là hai cuộn khổ 50cm, tiếp theo là khổ 65cm. Đây là màng PE bọc hàng mic 17 nhá, mic rất là dày dặn. Tiếp theo nữa là khổ 85cm. Đây, anh chị em nhìn nhá. Ồ, nó đã hết màn hình rồi, 85cm. Và bên cạnh đây là cái cuộn mà tôi vừa đặt vào đây, là 1m này, cao hẳn lên này. Đấy, xếp từ trên xuống dưới này là 1m, là 1m. Đấy, thì anh chị em nhìn nhá, so sánh, hãy lựa chọn cho mình những cái cuộn màng bọc hàng phù hợp. Còn đối với những anh em mà vận chuyển đồ hoặc là những dịch vụ vận tải thì chúng ta cũng nên lựa chọn cho mình những cái kích thước, cái màng nó phù hợp với công việc của mình. Cái màng bọc này của chúng tôi thì ngoài cái việc là vận chuyển đồ này, rồi bọc hàng này, trong quá trình chúng ta vận chuyển này, đặc biệt là những sản phẩm mà được đóng gói bằng các thùng cắt tông này, thì là nó sẽ cần phải được bảo quản một bên ngoài bằng các cái lớp màng PE này, để có thể chống cái điều kiện ẩm mốc của cái khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, đặc biệt là những cái mùa mưa, đặc biệt là những lúc trời mưa thì chúng ta cần phải bọc những cái này ở bên ngoài, những cái hộp của mình. Đấy, lưu ý, những các bạn kinh doanh online thì càng phải lưu ý, chúng ta cần bọc cái màng này ở ngoài, bên ngoài cái hộp, để mà khi những cái bạn vận chuyển, những cái hãng vận chuyển mà có những nhân viên vận chuyển thì họ vận chuyển ở bên ngoài gặp mưa ấy, thì cái hộp của chúng ta vẫn đẹp, đến tay khách hàng nó đảm bảo tính thẩm mỹ, đảm bảo cái sự cẩn thận trau chuốt cái gói hàng của chúng ta, và khách hàng nhận được cái giá trị là gì. Chúng ta tôn trọng khách hàng từ những cái việc nhỏ nhất thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái sản phẩm như này để đóng. Còn một cái công dụng nữa mà cũng rất nhiều người cần và không biết, đó là gì, chúng ta bảo vệ đồ đạc khi chúng ta sửa chữa nhà. Chúng ta bảo vệ đồ đạc khi chúng ta sửa chữa nhà, sửa chữa văn phòng, sửa chữa công sở. Đó là những chiếc ghế này, những chiếc bàn này, những cái bộ bàn ghế này, giường tủ này, những cái đồ trang trí vân vân rất nhiều. Thì chúng ta sử dụng những cái quận như thế này để chúng ta bảo vệ, chúng ta quấn và bảo vệ nó. Thì ngoài việc chống bụi, chúng ta còn chống xước, chống ẩm, rồi vân vân và vân vân. Thì khi chúng ta sử dụng những cái quận màng này để bảo vệ đồ đạc thì đảm bảo cho cái sản phẩm của chúng ta không bị hỏng hóc này, những cái đồ vật trong nhà chúng ta không bị hỏng hóc trong quá trình sửa chữa này. Thì cứ hãy nhắn tin vào cái Zalo của đonggoitietkiem.vn để nhận được những cái tư vấn và báo giá tốt nhất tại thời điểm này, 0839575757. Đặc biệt hơn là các bạn hãy ấn vào nút đăng ký, hãy đăng ký kênh của chúng tôi và ấn vào nút chuông để nhận được những cái video clip khác, là những video clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm, những video clip hướng dẫn cách các bạn chọn những cái quận màng này cho nó phù hợp với cả sản phẩm của mình, để làm sao thứ nhất là vừa tiết kiệm, thứ hai là vừa đảm bảo được cái hiệu quả khi chúng ta sử dụng. Tôi xin kết thúc cái video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.